nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cứu sinh Chúa sáng soi. Là Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con tiếp nhận một ca bệnh nhân tràn dịch màng phổi phải. Chúng con cầu xin Chúa chúc lành cho người chị em của chúng con bị ung thư phổi này. Chị Kathy, chị từ Mỹ về đây. Dĩ nhiên thì điều kiện của chị này rất là dễ dàng để trị bệnh. Nhưng mà chị phải trở về Việt Nam để trị bệnh. Thì đó là điều mà chúng con mong mỏi rằng xin Chúa hãy chúc lành cho người chị em này, để người chị em này sẽ làm sáng danh Chúa ở nơi này, ở nơi kia. Đó là cái mong mỏi của chúng con. Chúng con cũng cầu xin Chúa chúc phúc cho tất cả những người thân để nuôi chị được mạnh khỏe trong thời gian ở Việt Nam. Cha cũng cầu xin các bạn bè trên cộng đồng mạng của cha hãy hiệp ý với cha để cầu nguyện cho chị Kathy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con kể gì danh Chúa nhân từ. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lên như vẻ vô cùng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin mọi người ngồi xuống nha. Bây giờ cha nói với con cái nguyên tắc khám bệnh nha con. Thì như cha đã thông báo rộng trên cộng đồng mạng đó, chắc con mới nghe phải không? Con làm sao con biết được ở đây? Con lâu chưa con? 2 tháng rồi mới về. Sao con không về sớm? Con bị gia đình con cái phải sắp xếp. Vậy là con cũng chì đó. Chì tức là con chịu đau cái bệnh này đó nha. Con chịu đau cái bệnh này là con hay đó. Chứ không phải con dở đâu. Nhưng mà thôi con ơi, thì cái bệnh này cha thấy con ở đâu cũng chết hết rồi. Ở đâu cũng chết hết rồi. Thôi thì bây giờ con có cơ hội con về đây trị bệnh là con đi đúng chỗ rồi. Thì con hãy cố gắng ở lại Việt Nam để trị bệnh ha. Dù sao đi nữa thì nơi này nơi có thể cứu sống con được cái bệnh này nha. Ở đây cha cũng cứu sống rất nhiều ca ung thư phổi. Ít nhất là trong phòng khám của cha hiện giờ có 3-4 ca ung thư phổi giai đoạn cuối, vẫn cơ hội sống rất là cao. Rồi trước đó cha cũng cho ra 4-5 ca ung thư phổi, cơ hội sống rất là cao. Do vậy mà cha thấy con bị ung thư phổi thì cũng không phải là khó gì đâu. Không phải là khó, nhưng đừng nói nó dễ nha con. Tại vì cái bệnh ung thư nó khó lắm. Nó nay vậy mai khác, chứ không phải là nó mình uống thuốc như vậy là nó đi hơi một nó hết. Có khi nó giật kiểu này, nó giật kiểu nọ, nó giật kiểu kia, đủ kiểu hết. Mà trước đó cha có ra một cái nguyên tắc là người nước ngoài mà có quốc tịch thì người đó là chính là người Mỹ. Gốc gì cha không cần biết ha. Nhưng mà như con bây giờ con người gốc Việt nhưng mà con là người Mỹ, thì như vậy con là người nước ngoài thì con chỉ cần trình cái quốc tịch ra là cha chữa bệnh ha. Chứ còn nếu con là người Việt Nam thì con phải có người dắt về. Tại vì con là người nước ngoài thì đây là cái giấy phép của con được chữa bệnh. Vì con ở nước ngoài không ai biết con để dắt con đi hết. Con chỉ cần trình cái này ra là con được chữa bệnh nha. Dĩ nhiên thì khi con ở nhà trọ thì nhà trọ người ta bảo lãnh cho con. Nhà trọ bảo lãnh con. Còn ở đây cha là hội chữ thập đỏ. Thì bất kỳ ai mà đến đủ điều kiện cha sẽ cứu ngay. Cha không từ chối người đó. Và cha cũng nói thêm với con rằng bệnh ung thư ở đây trị nhiều lắm rồi. Không có khó khăn gì trơn á. Con vô hôm nay là ngày thứ mấy? Thứ 5. Thì thứ 7 này con sẽ chứng kiến ra 4 ca nan y. Ra viện người ta vô, người ta cũng như con vậy. Người ta cũng là đau khổ, ung thư, đúng kiểu. Rồi cũng tới ngày người ta ra viện. Nhưng mà để chút nữa cha sẽ nói cho con cái cách trị bệnh và cái hướng đi để trị bệnh, để rồi sau này con sẽ hợp tác với cha, với các thầy đây để trị cho nó mau hết bệnh. Bây giờ người nước ngoài thì chỉ cần cái passport này, đó là công dân của Mỹ, là đủ điều kiện để trị bệnh. Tại vì cái chuyện mà con ở lại đây thì con ở nhà trọ, thì nhà trọ người ta sẽ giúp con về cái pháp lý, pháp nhân để con ở. Còn ở đây thì cha sẽ giúp con chuyện chẩn cho con mỗi ngày nha. Cha cũng mừng cho con là con tìm được đúng chỗ để chữa bệnh. Này là cha mừng cho con. Rồi cha cũng mừng cho con là con có passport. Ngày hôm qua có một người cũng từ Mỹ về nhưng mà có thẻ xanh, cha không chữa. Bởi vì thẻ xanh chính là tạm dung trên đất nước Mỹ thôi, chứ không phải là công dân của Mỹ. Do vậy mà cái thẻ xanh á, là vẫn còn là người Việt Nam, chỉ là tạm trú trên đất nước Mỹ thôi. Cho nên đụng tới người đó là vẫn là đụng tới người Việt Nam. Cho nên cha không dám đụng vô. Cha đụng vô cha sợ bị gặp khó khăn á, nên cha không muốn đụng vô. Còn như con này là con được thông hành. Con giờ con là công dân của đất nước Mỹ. Mà nếu mà con về đây con xin cha diện chẩn này trị ung thư cho con mà cha không trị, rủi Donald Trump mà không biết được ông rầy cha sao. Ông không phải rầy cha nhưng mà ông nói cha không có lòng từ bi với con, không, với công dân của ông. Vì con đủ điều kiện mà, vì con đủ điều kiện cha sẽ trị ngay. Rồi ok, coi như ca này là ca danh chánh ngôn thuận để được diện chẩn ung thư phổi. Bây giờ trước khi trị bệnh cho con thì cha sẽ nói cái đường hướng đi của bệnh, đường hướng đi của bệnh nha, để cho con hiểu, rồi sau đó con sẽ hợp tác. Còn nếu con không hiểu con không hợp tác nha. Ở đây cha trị bệnh, con đã câu nhiều lần rồi phải không? Dạ. Con câu nhiều chưa? Cái nào cũng theo dõi. Cái nào clip nào con cũng theo dõi ra hả? Dạ. Con biết cha trị bệnh bằng công nghệ gì không? Nano. Trời, giỏi vậy đó hả? Công nghệ nano. Công nghệ nano là công nghệ gì, bằng gì? Gạo. Lúa gì? Bọc gạo. Công nghệ nano là công nghệ bằng nước. Đúng không? Đó, công nghệ bằng nước. Bây giờ cha lấy một ví dụ này để cho con hiểu, để rồi con sẽ hợp tác với các thầy thuốc để trị cho con mau sớm hết bệnh nha. Bây giờ cha lấy ví dụ, gì cho con dễ hiểu đây. Lấy một ví dụ gì dễ hiểu nhất. Bây giờ cha tạm thời gọi đây là một cái, đây là cái nhà ha, nhà ở. Đây là mặt trời mọc ha. Ví dụ như đây là đất Mỹ đi, đây là đất Mỹ, tại vì con ở Mỹ mà. Đây là đất Mỹ nha, đây là khu vực của đất nước Mỹ. Bây giờ con ở đây là con ở Việt Nam, đúng không? Con đang ở Việt Nam, ở trên đất nước Việt Nam. Từ Việt Nam mà muốn qua Mỹ thì con phải có hai cách đi. Một là con sẽ đi bằng đường bay, hai là con sẽ đi bằng đường thủy. Một là con sẽ đi đường hàng không, là đi bằng máy bay, hai là con đi bằng tàu. Vậy thì giờ mình tạm thời mình gọi là đi bằng tàu đi nha, đi bằng tàu. Ví dụ như cha tạm gọi đây là chiếc tàu ha. Đây là chiếc tàu là 100 tấn. Đây là chiếc tàu 100 tấn. Con đang nè, dưới này là biển nè nghe. Biển nước không nè nghe. Rồi nó chở con trong này ha, chở hành khách trong này. Còn đây là tài công. Đó, ngồi lái ha. Đây ghế ngồi. Rồi. Nó ngồi nó lái con tàu này sang đất nước Mỹ nè. Tức là từ Việt Nam nó lái con tàu sang đất nước Mỹ. Bây giờ trước khi nó lái con tàu sang đất nước Mỹ thì cái thằng tài công này nó phải làm sao hả? Bây giờ nó có nhiều thợ lắm con. Thứ nhất là tài công nè, gọi là thuyền trưởng đi ha, họa tiêu nè, la bàn, họa tiêu, la bàn, chấm la bàn nữa ha, la bàn. Vậy thì đây là tất cả những người thợ này nè, những người này nè, họ phải chấm một cái la bàn. Họ chấm la bàn, ví dụ la bàn nó có cái kim, dán kim dài đó cha không cần biết. Thì trước khi mà cái chiếc tàu này mà nó lái từ Việt Nam sang đất nước Mỹ, nó đi trên biển cả, thì đứng ở Việt Nam nhìn không thấy đất nước Mỹ, không nè. Tại vì là Việt Nam cách Mỹ là nửa vòng trái đất mà. Mà trái đất này là có 3/4 là biển mà. Như vậy thì cái chiếc tàu này mà muốn bay qua tới đất, muốn lái sang tới đất nước Mỹ thì nó phải đi trên biển. Như vậy thì tất cả những thuyền trưởng này nè, tài công họa tiêu la bàn nè, họ chấm một cái la bàn này cho thật là vững chắc. Họ chấm thật là chính xác 100%, chấm 100%. Xong đó họ mới đặt cái la bàn này trong cái chiếc tàu này. Thì bắt đầu này, trước khi mà chiếc tàu này mà đề ba đi, thì tài công họa tiêu la bàn thuyền trưởng ngồi lại nó chấm la bàn, ngồi lại nó chấm cái la bàn này. Chấm làm sao mà 100% chính xác. Thì khi chấm 100% rồi bắt đầu nó mới đặt xuống cái chiếc ghe này, chiếc tàu này. Thì lúc này đây là tất cả hành khách lên tàu hết, thì tài công nó sẽ nhìn vào cái la bàn này, nó sẽ nhìn vào la bàn này. La bàn này nó, ví dụ như giờ cái kim la bàn nó chỉ về đây, thì cái mũi tàu này phải lái theo đây. Còn nếu mà cái kim la bàn nó chỉ về đây, thì cái mũi tàu này phải chạy ngay theo, mãi mãi là đi theo cái la bàn này. Vậy ở trong cái chiếc tàu này, để mà nó chạy sang tới được đất nước Mỹ thì cái la bàn này rất quan trọng. Mà để cái la bàn này chính xác thì tất cả những người thầy này nè, những người thợ này nè, họ rất là tốt lành, họ rất là thông hiểu. Họ chấm cái này cho thật là chính xác, thì khi đó cái chiếc tàu này đi theo cái la bàn này thì đi mới tới đất nước Mỹ được. Còn nếu mà họ chấm sai thì chiếc tàu này không thể đi tới đất nước Mỹ. Khi họ chấm một cái la bàn này xong rồi thì bắt đầu cái tài công này phải lái theo cái la bàn này. Mà trong quá trình lái theo thời lái đúng la bàn đó, mà tại sao bị cá ăn? Tại vì cái ghe nó mục, nó bể, phải không? Hoặc là nó lũng, nước vô, cho nên nó vẫn chết như thường. Con công nhận không? Mặc dù tài công này lái ngay trắng la bàn luôn, nhưng mà cuối cùng lái chưa tới điểm đích là chiếc tàu này là nó bể, vì nó mục quá. Con hiểu không? Rồi bây giờ cha áp dụng bản thân con là một con tàu, đúng không? Bây giờ con vô đây, con diện chẩn để được hết bệnh, thì kết quả của bệnh viện Hòa Hảo được gọi con là ca phổi, tức là ung thư phổi, phải không nè? Cha không nghĩ là con trị ở đây, mà cha nghĩ là ca sĩ gì đó, ca sĩ vừa rồi bị ung thư phổi đó, Mai Phương. Cha cứ nghĩ là Mai Phương xuống đây trị không à, diễn viên điện ảnh. Chứ cha đâu nghĩ là con xuống đây. Không ngờ con với Mai Phương cũng bạn bè nha đó, cũng cỡ tuổi đó, nha. Thì bây giờ bản thân con là u phổi, là ung thư phổi. Thì bây giờ là khi con về đến đây thì cái chiếc tàu của con là, cái chiếc tàu này là chính là con người của con nha. Rồi cái la bàn á là phải ung thư phổi không hả? La bàn chính là công nghệ nano, thấy chưa? La bàn chính là công nghệ nano ha. Bây giờ tài công lại là chính con. Tài công là chính con. Còn các thầy lương y người ta đã chấm cái la bàn này rồi, hiểu không? Người ta đã thủ cái công nghệ của người ta là chính xác rồi. Cái la bàn này chính là công nghệ nè. Còn Cát Lương Y chính là cái người mà đã thành công cái công nghệ này rồi. Có nghĩa là người ta đã chấm cái la bàn chính xác rồi. Đúng chưa? Vậy thì bây giờ bản thân con phải nhắm vào cái công nghệ này để con lái con thuyền con qua bờ bên kia, để trở thành ung thư phổi, trở thành đang không ung thư phổi. Sau 1 tháng, 2 tháng hoặc là 3 tháng thì con sẽ là đang không u phổi. Con có mong cái câu này không? Con có mong cái câu này không? Đang không u phổi con có mong không? Mong không? Nó lắc đầu là không mong á, không mong đuổi về Mỹ à? Mong. Con phải mong cái chữ là đang không ung thư phổi. Để con đang là ung thư phổi mà. Bây giờ con phải mong là đang không. Vậy thì bây giờ con chính là thuyền trưởng. Con phải lái cái cơ thể của con theo cái công nghệ nano. Công nghệ nano chính là cái la bàn nãy cho nói đó. Công nghệ nano chính là cái la bàn. Bây giờ tất cả các lương y nè, giống như tài công hay là họa tiêu hay là chấm la bàn gì đó, tất cả các lương y, các thầy thuốc ở đây, người ta sẽ chấm cho con cái la bàn mỗi sáng. Mỗi sáng con đến đây con diện chẩn là người ta chấm cái la bàn cho con. Ngày hôm nay con uống thuốc này, ngày hôm nay con ăn cái này, ngày hôm nay con ngủ giờ này, ngày hôm nay con làm cái này. Thì con đến đây người ta chấm cái la bàn cho con. Thì trong một ngày con cứ theo la bàn này mà con đi. Con hiểu không? Nếu con đi trật la bàn này thì con sẽ không tới đất nước Mỹ. Sẽ không tới đang không ung thư. Không nè. Vậy cái này phần đi này là phần đáy này là phần ai? Con lái. Con là tài công. Con lái cái cơ thể con đi. Mà may mắn cho con là có các lương y người ta chấm la bàn mỗi sáng cho con. Mỗi sáng con đến đây người ta diện chẩn con là người ta biết cơ thể con cần cái đó, cần cái đó, còn đó. Thì người ta chỉ cho con, thì con về phòng nghỉ của con á, con đi theo ngay cái điều đó là con sẽ đến cái mức là đang không ung thư phổi nha. Còn nếu con không chịu đi theo cái lời của la bàn là nhất định con sẽ đi không tới đang không ung thư phổi. Mà con phải coi lại cái ga con nó mục chưa. Con phải coi lại cái cơ thể của con nó mục chưa. Cơ thể của con giờ cho thấy nó cũng nhiều bệnh lắm nghe con. Đó là nó cũng mục nè. Ví dụ như là dôi hai thận nè, vôi hai thận là nhân sơ tử cung, hay là dẹo cột sống. Đó là những cái mà cái chiếc tàu của con bây giờ nó đang mục trồ nhiều chỗ. Phải không nè? Vậy bây giờ á, trong thời gian con lái cái cơ thể con đến nơi đang không ung thư phổi thì con phải nhớ con còn nhiều cái thứ là bệnh nho nhỏ. Thì những cái thứ bệnh nho nhỏ này, cái ung thư phổi này thì chắc chắn con sẽ được trị. Nhưng mà con lại được trị thêm những cái bệnh nho nhỏ nữa. Thì những cái bệnh nho nhỏ này khi trong quá trình mà chấm la bàn mỗi sáng cho con là con phải báo cho các lương y biết hôm nay bệnh nhỏ của tôi như thế nào, tới đâu để các thầy lương y người ta chấm tiếp. Con hiểu không? Vậy thì rõ ràng con phải hiểu cơ thể con chính là một cái chiếc ghe. Mà chiếc ghe này nó có nhiều lũng lỗ, nó lũng nhiều lỗ lắm rồi. Thấy không nè? Lỗ này nè, lỗ này ít ra 3-4 lỗ trong này. Giờ 3-4 lỗ trong này nó chuẩn bị xì. Rồi nó có một cái lỗ chán là ung thư phổi. Ung thư phổi nè, thêm lỗ này, thêm lỗ này nữa nè. Ví dụ như vô cái thận là lỗ gì? Thấy không nè? Là những cái này là những lỗ nhỏ nhỏ. Còn cái lỗ lớn nè, lỗ lớn là ung thư phổi. Thì như vậy cái lỗ lớn này là các thầy lương y người ta coi. Đó, cái công nghệ nano chính là la bàn. Mỗi sáng các thầy lương y sẽ chấm cái la bàn này cho con. Rồi tự khi con nhận cái la bàn này xong, con về cái tự con lái nó đi theo. Vậy cái này chính con phải hợp tác 50%, với lương y 50%. Thì lúc này đây, cái la bàn chính là lương y, là công nghệ nano. Chiếc thuyền là cơ thể con. Cái ý thức của con chính là con lái chiếc thuyền con đi. Thì tự động cái ung thư phổi trở thành đang không ung thư phổi. Con nghe dễ hay khó? Con nghe dễ hay khó? Dễ hay khó điều đó không quan trọng. Bởi vì đối với con thì nó khó, Nhưng mà đối với ở đây thì nó dễ. Tại vì đối đây ta từng chấm cái la bàn thương hỏi mà. Hãy thầy Thanh đồng ý không? Ta từng chấm những cái la bàn này là ung thư phổi. Cho nên đối với con là khó. Nhưng mà đối với các thầy ở đây thì người ta chấm la bàn con nghệ nó luôn. Cháu chấm đâu dễ lắm. Còn thêm nhiều cái nữa thì cha không cần thiết để nói với con. Cha chỉ cần nói, cha chỉ cần dạy cho con biết cái cách con hợp tác với các lương y để nhìn vào cái la bàn này con đi thôi. Còn những cái lỗ lủng này, lỗ nhỏ nhỏ là bệnh nhỏ nhỏ đó, con phải nhớ đi đó. Ha, con báo cáo lên. Thì lúc này đây mỗi sáng cái thầy người ta trám lỗ này, ta lấy chai người ta trám vô. Trét chai để nó lủng ghe, nước nó không vô. Con Đồng Tháp phải không? Con Đồng Tháp phải không? Đồng Tháp thì con biết cái ghe sụn rồi. Không? Mỗi sáng cái thầy lấy chai trét vô. Để thôi nó lủng ghe rồi đem ghe lên tát nước, hơi khô, trét chai vô cho nó sạch chiếc ghe. Ha. Đây là những lỗ nhỏ nhỏ, thiền con nó có 1, 2, 3, 4, 5 lỗ trong này. Thêm một cái lỗ lớn này nữa. Vậy cái la bàn chính là công nghệ nano. Mà cái công nghệ nano này cha nói quá nhiều rồi, cha không cần thiết phải nói thêm. Điều cha mong là con hãy nhớ con là chiếc thuyền. Cơ thể con là một, mà chiếc thuyền của con nó 4-5 lỗ lũng rồi là bệnh nhỏ nhỏ rồi. Nó cộng thêm một cái cabin này nữa, nó sắp sập. Cabin là cái ca ung thư phổi nè. Ha. Vậy thì ở đây các lương y có một cái la bàn là công nghệ nano. Thì các lương y người ta chấm la bàn cho con, thì đưa cái la bàn vô ghe con rồi, vô cơ thể con rồi, thì tự động con điều khiển nó đi theo. Còn cái công nghệ nano là nước cho không nói thêm nữa. Con hiểu rồi, con coi nhiều con hiểu rồi. Ở bên mấy chị bên Việt Nam có coi bao giờ chưa? Coi nhiều lần không? Hả? Có coi nhiều lần rồi phải không? Ừ. Vậy là hiểu công nghệ nano là gì rồi. Bây giờ cha chỉ cần nói ngay con thôi. Con lái làm sao riết rằng con về đất Mỹ con ở, con ở Việt Nam khổ lắm. Ha. Nhưng mà cha cũng nói rõ với con luôn là nếu ở đất nước Mỹ mà trị được con rồi con không có về Việt Nam. Và cha cũng nói rõ với con luôn, nếu con ở đất nước Mỹ thì nhất định con phải chết. Vậy thôi. Còn nếu con về tới đây rồi thì nhất định các thầy người ta cho con một cái la bàn bằng công nghệ nano, mỗi ngày ta chấm cho con. Con vịn vào la bàn con lái chứ nghe đi. Còn những cái lỗ lủng này, thí dụ như con mệt quá các thầy người ta có cách lắp giá để hợp. Ví dụ như các bệnh nhân ở đây mà khi đang chấm cái la bàn là công nghệ nano này cho người ta lái đi, thì lỡ mà hôm nay anh mệt quá, anh yếu quá, tôi chuyển anh lên bệnh viện vài bữa. Nó là đang lắp lỗ đó. Đang lấp lỗ. Ví dụ như bữa nay thầy Thanh cứ chuyển 2 ca đi, con có nghe chứ gì. Thì đó là đang lấp những lỗ nhỏ nhỏ này. Đó. Cái lỗ nhỏ nhỏ này không phải ở đây cha lấp không được, nhưng mà cha không có điều kiện lấp. Thí dụ như là vô nước biển cho con, thì ở đây cha là thuốc nam, cha không được phép vô nước biển. Thì đương nhiên cha phải nhờ cái bệnh viện gần nhất để truyền nước biển cho con. Đó là lấp lỗ nhỏ. Phải không nè? Đó là lấp lỗ nhỏ. Còn cái lỗ lớn, cái cabin này của con nó sắp sập rồi, thì để các thầy người ta sửa cabin này. Cái cabin này không, đất nước Mỹ không sửa được. Đất nước Mỹ không sửa được. Kể cả tất cả các bác sĩ trên toàn thế giới không chữa được. Đó là cha nói cho con rõ ràng là như vậy. Mà ở đây cái cabin này là cả chục ca phổi rồi ra hết. Thành công hết. Cha bảo đảm với con. Hiện giờ cha có 4 ca trong này. 4 ca trong này là thành công 100%. Bởi vì cha cầm trong tay cha 4 ca nhưng mà thực tế là 23 ca với 4 là 27 ca. 27 ca nan y á con à. Chứ không phải là 2,7 ca nha, 27 ca là 27 cái hàng. Theo lý mà nói là 27 cái quan tài nằm đó. Mà bây giờ 27 cái quan tài đó về là nhà lầu xe hơi không. Đó con thấy không? Đó. Vậy thì bây giờ điều quan trọng cha nhắc lại con lần nữa nha. Bản thân con phải ý thức là hợp tác với lương y để cái công nghệ nano này chính là cái la bàn để lái con, để sửa cái cabin con này. Còn những cái lỗ lủng nhỏ, những bệnh nhỏ này, mỗi ngày con mỗi trình bày lên thì các thầy sẽ có cách lắp giá. Còn cái bệnh lớn này thì không sợ nữa, vì đó là công nghệ sẽ có cách giúp con nha. Vậy là con yên lòng rồi ha. Còn về công nghệ nano mà chữa bệnh thì thôi cha không nói nhiều ha. Tại vì dẫu sao đi nữa Cha cũng đã nói trên mạng rất là nhiều rồi, tụi con cố gắng, tụi con mở lại, tụi con nghe trong quá trình điều trị. Con cái này cha nhắc con nha. Con là ở bên tôn giáo nào? Vậy thì con cố gắng con tụng kinh niệm Phật nha. Con hồi hướng công đức cho bản thân con hay là cho ai đó. Rồi con cầu nguyện cho gia đình, cho quốc thái dân an, để cái bệnh con nó mau chóng được tiêu nghiệp. Ở bên đạo Phật gọi là tiêu nghiệp, cha trả này lại cho con. Ở bên đạo Phật nó gọi là tiêu nghiệp nha con. Rồi con đi trị bệnh ở đây con phải có người nuôi con nhé. Chồng của con nó biết hết rồi phải không? Vậy tốt rồi. Thì đó, thì cha chỉ dạy cho con nhiêu đây thôi, là cha kết thúc cái buổi mà cha nhắc nhở con. Còn tất cả những cái điều kiện trị bệnh thì con hiểu hết rồi. Vô đây trị bệnh là trị bệnh không tốn tiền, nhưng mà phải làm giấy ký tên. Rồi trong quá trình điều trị con mà lỡ con có chết thì con không được thưa cha. Con chịu không? Ai biết con chết bữa nào, nó trúng gió đêm đến sáng chết sao nhà rách không, gió mái không con. Cái bệnh viện này sẽ gốm bệnh viện bên Mỹ mới đã con. Mà tiếc thay rằng bệnh viện bên Mỹ nó trị không hết. Mà con gì ở nhà cái chồi lá vậy mà để hết nó mới đã đó chứ, phải không nè? Nó mới oai nghiêm. Việt Nam vẫn còn thương con nha. Việt Nam vẫn còn thương con. Không phải cha nói như vậy là Mỹ không thương con, nhưng mà nó bó tay với con. Coi như cuộc đời con còn một chỗ để đi cứu mạng. Mà con lặn lội được tới đây rồi thì cha nghĩ rằng là với lòng ăn năn sám hối của con thì Phật sẽ gia hộ cho con, Chúa sẽ chúc phúc cho con nha. Rồi, vậy con phải cố gắng nha. Bây giờ mình làm giấy được rồi ha. Bây giờ tự con làm giấy vô. Chữa bệnh miễn phí, ký tên vô. Trong quá trình chữa bệnh chết không được thưa kiện, cha mới trị được. Ở bên Mỹ cũng vậy thôi con. Ở bên nào quên như nhau thôi, không có bên nào khác bên nào. Rồi ký tên vô con ơi. Bác sĩ mà muốn thật mổ giờ cũng vậy, cũng phải ký tên thôi. Ký tên hết con ơi, ký hết, ký hết. Cha làm gì cũng đúng bình cái tô nước này cái giá. Ký hết. Người nuôi ký vô luôn con. Còn ai đi theo con nữa? Người đi theo con đó là người ký là ai vậy? Còn ai là em con? Chị con ký vô, chị con làm chứng hai, ký vô. Còn kế bên kia là ai? Chị lớp. Cũng chị con luôn. Không phải chị ruột chị. Chị ruột con ngồi kế bên đó phải không? Dạ. Còn này dì ruột phải không? Dạ. Ruột ký được rồi. Rồi chị ruột ký vô luôn con. Dạ. Ký tên trước, xong mới để tên họ. Cha dòm vô hồ sơ con, cha thấy không có chết chóc gì hết rồi con ơi, nhưng mà ký thì phải ký. Ha. Sáng nhìn cái hình chậm sợ đó. Rõ ràng là theo kinh nghiệm mà trị bệnh ung thư phổi đó thì bệnh này không lớn, phải không? Thì nó nói con giai đoạn cuối rồi, để con lãnh lương đó, lãnh tiền. Rõ ràng là bệnh con không lớn, nhưng mà con không được giỡn thôi nha, con không được giỡn với bệnh thôi. Cha cứu con cái ca bệnh này là cha cũng mừng cho con đó. Ca bệnh này cha cứu con mà cha thấy vui trong bụng. Thường lắm thầy Thanh đó. Ha. Kinh nghiệm của mấy thầy đây thấy cái này thường lắm, con không lớn lao rồi. Thôi thì cha phải ký vô cho con. Rồi ha, cha ký cho con hai cái mộc này. Thứ nhất là con được chữa bệnh miễn phí, không tốn tiền. Đến ngày con về Mỹ con không phải tốn một xu nào. Và ngay đợt này hên cho con là con cha cho con 10 kg gạo nữa. Hên vô cùng hên vậy. Ngay cái đợt cha từ thiện phát gạo á, cái con được 10 kg luôn. Chắc chắn con ăn không hết 10 kg này là con về Mỹ. Chắc chắn 100%. Điểm thứ hai là cha đã ký tên cho con rồi nhé con. Rồi bây giờ con cũng không phải lo gì nữa hết nha. Rồi thôi bây giờ tụi con cha đã làm xong bổn phận của cha rồi, thì cha nhắc lại với con lần nữa là con phải nhớ lái con thuyền của con nha. Bây giờ phần còn lại là ung thư phổi giai đoạn 4 thì con sẽ trở thành đang không ung thư phổi, với điều kiện là các lương y sẽ chấm cái la bàn cho con. Công nghệ nano, công nghệ nano chính là la bàn. Chấm một hơi một, con cầm cái la bàn này con lái thẳng một hơi một tới đất nước thứ ba. Ha. Con đang ở cái đất nước gọi là Việt Nam thì con sẽ đến một cái đất nước Mỹ. Ha. Nhất định là trong 1 hoặc 2 hoặc 3 tháng trở lại. Con xin về được mấy tháng? Vậy con dư 1 tháng. Chắc chắn con sẽ dư được 1 tháng ở Việt Nam chơi ha. Rồi vậy là nhiệm vụ của cha là đã xong nha. Rồi thôi vậy nghe, thôi mình đứng lên đọc kinh. Nhiên cha và con và thánh thần ơi, sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho cái nản linh hồn. Mình xem thấy màn Đức Chúa Trời sáng lên. Những danh cha và con và thánh thần ơi. Rồi, thôi cha giao lại cho các thầy nha, con đi theo các thầy nha.